hôm nay cũng chia sẻ với các bạn là có những cái kỹ thuật khách yêu cầu huấn luyện rất là khó, cũng mất ăn mất ngủ để tìm ra các phương pháp huấn luyện bằng được. Và có những con chó rất khó huấn luyện, và tôi cũng đã huấn luyện thành công. Đó, dạy kỹ thuật bò lùi là rất khó. Đó, tôi dạy cả kỹ thuật bò lùi luôn. Đó, nhắc lùi lùi cho hai bò, cho hai bò cản cho đứng lùi lùi cho hai nhá, đó lùi đi lùi và bò lùi nhắc giỏi bò, đó bò móng cầu với nhắc bò, đó bò lùi đó lùi đó lùi lùi đó đứng thở ra đó ngồi chờ cháu biết biết đó cháu biết bốn chào giỏi yên. Có các loại kích thích này, chào có các loại kích thích vẫn không được đủ, vẫn phải chào yên chuẩn yên và chạm vào cũng không được đủ yên đó. Các loại kích thích yên chào yên giỏi yên. Các loại kích thích huấn luyện là nó cắn lại ngay này, khó sờ vào nó cứng chó rồi, già chó như đến nay là rất thân thiện, làm gì cũng được. Vừa qua hơn một tháng đó. Xoay, bắt lại. Rồi, ngồi, đó. Bỏ, bỏ.
chứ kìa.